Rồi, xin chào. Xin chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lâm Phát Đạt, năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp là công nghệ thực phẩm. Dạ, em tên hơi ngộ ngộ một tí, khó đọc lắm. Em tên là Trần Thị Kim Len. Nhưng mà... Len hả? Dạ đúng len. Rồi. Len sợi á? Dạ không phải, Len L. Len ở đây là Len mà L, E, L. L. Len. Đúng rồi. Ủa sao cái tên của em lại là Kim Len? Khó đọc dữ vậy. Bởi vì ai kêu em cái gì là em cũng biết kêu em chứ. Mấy bạn kêu là cà le, le le chứ không có kêu Kim Len, khó đọc quá. Nhưng mà tại sao ba mẹ lại đặt tên như vậy? Cái này là do bà nội đặt. Một phần nhiều khi viết sai chính tả. Đúng. Tại vì khi nghe là kể lại á, khi ra phường đăng ký á, cái người ta hỏi viết đúng chưa, cái cha mới nói là đúng rồi. Mà em có bao giờ em hỏi cha hoặc mẹ hỏi là cái ý nghĩa của cái tên này không? Không có ý nghĩa, viết đại. Nhưng mà là em là người gốc, có gốc có lai gì không? Dạ dân tộc. Dân tộc gì em? Dân tộc Kinh. Em đã lừa Thuận một cú ngoạn một. Dạ thật là dân tộc Kinh. Rồi Kim Len là năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay em 35 tuổi. Cũng ngành chung với chồng em là công nghệ thực phẩm. Đang làm ở văn phòng. Như vậy là Kim Len lớn hơn anh xã 2 tuổi đúng không? Dạ đúng. Rồi hai người lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên thì em gặp bà xã em là em không có biết mặt bạn này. Mà em ở chung với một cái thằng bạn. Xong sau đó em đi dọn nhà trọ. Do lúc đó em vừa học cao học mà em lại vừa phải đi làm. Ban ngày em đi làm thì em không có thời gian đem dọn. Thì em đã dọn đồ sẵn. Cái thằng bạn nó rủ bà này, thôi bà biết nó không? Nó không, nhưng mà thôi bà vô bà dọn giùm đi. Thôi thấy vậy cái bà cũng chạy vô bà dọn mà bà đâu biết mặt mình. Bà cũng chạy vô bà dọn, mình cũng thấy bà này lạ nha. Bà đã dọn đồ vô xong thì qua một ngày hôm sau đi học, thì buổi tối vào á thì em vào trường Bách Khoa, em mới nói để kiếm bà trả ơn. Cái mua cho bà ổ bánh mì. Mà vô gặp trường Bách Khoa đứng ngay cái khu sau đại học á, bà đứng bà cười như một con điên. Mà bà cười, bà vỗ bàn, vỗ ghế, bà đứng như một thằng đàn ông vậy đó. Bà cười, ngắt nghiến nữa, nói chỗ con này bị khùng hay sao trời. Còn có đưa ổ bánh mì không? Xong cái cũng cho ổ bánh mì, nói là cảm ơn dọn trọ giùm, nhưng mà nói chung là không có ấn tượng. Nhưng mà còn em thì sao, khi mà em nhận cái ổ bánh mì và em biết được đây là cái bạn mà mình đã dọn giùm á, thì em có cảm thấy có ấn tượng với bạn này không? Nói chung là tánh em thì rất là mạnh mẽ, nhưng mà gặp bạn này lần đầu tiên hả, áo sơ mi bỏ áo ông thùng, tóc chải bẻ ba, đeo kính cận, mặc áo khoác, laptop thì để một bên, đi giày bata như là một thư sinh vậy đó. Chói gà không chặt ở trong đầu em cứ nghĩ là bạn này chỉ học không làm được chuyện gì. Mà đặc biệt con trai gì mà nó trắng ơi và trời ơi, đi ra ban đêm mà nó trắng dữ lắm luôn. Trắng bông bự luôn. Dạ, rồi lúc em gọi bạn này là gì? Là em cưng, hả? Cưng, ở miền Tây gọi là cưng. Cưng với chị hả? Nhưng mà có cái cảm giác gì thân thiện lắm không? Không, nó không có cảm giác gì. Tại vì anh này yếu đuối lắm. Vậy thì bao lâu các bạn mới bắt đầu để ý nhau? Em thì em bị hốt hồn trước. Nói chung là quen nhau tầm khoảng 2 tháng. Cái này để em kể cho bạn. Lần thứ hai thì bạn gặp em á, là lúc đó là mình chơi hội đồng hương. Đi vô trường làm thí nghiệm thì mình mới đem đồ ăn đồ theo. Bạn nói trời, bày đặt cũng biết nấu ăn nữa chứ. Cái thì bữa đó mình nấu canh thịt bò với rau xà lách son á. Xong bà ăn hấp một chén canh xong bà nói trời ngon dữ. Rồi bà mới phát hiện ra là bà nói chết rồi. Bà để ý trong lòng mà mình đâu có biết. Xong mình cũng nghe mấy đứa bạn nó tâm sự qua lại, nó nói này kia thì mới biết là bà để ý. Là bắt đầu từ đó là bắt đầu mối tình, gọi là mối tình chị em đi. Đúng rồi. Nhưng mà bắt đầu khi mà hai đứa bắt đầu yêu nhau rồi á, thì có đổi cách xưng hô không? Khó lắm chị. Nói chung là cái anh này đề xuất là đừng có kêu chị em nữa. Anh này thì anh chủ động anh xưng anh em trước. Còn em thì không có quen á, nên em một khoảng mấy tháng sau em mới đổi thành tên là xưng tên Len với Đạt. Chứ không có chuyển thành anh em được. Tầm khoảng 6 tháng sau hơn gì đó mới em mới chuyển được thành anh với em. Là tổng cộng thời gian đó là gần 2 năm. Thì sau khi yêu thì có một thời gian khoảng 2 tháng. Thì bạn này bạn có một cái chứng bệnh, bạn bị giảm tiểu cầu tự miễn á, mà mình đâu có biết. Xong là bạn tự tâm sự thật với mình luôn. Thế mình nghĩ là thôi nếu đã hai đứa yêu nhau thì thôi cùng cố gắng vượt qua. Thì cái bệnh đó thì thật ra là Việt Nam nó cũng mới phát hiện sau này. Và cũng chưa có cái thuốc điều trị. Thì sau này đến khi bạn phát hiện bạn bệnh được 5-6 năm rồi thì mới có thuốc điều trị.
Thì thuốc điều trị lúc đó là cũng đắt tiền, mà cũng may mắn là lần đầu tiên á là bạn được làm chụp bạch, là thử nghiệm nhưng mà được hưởng bảo hiểm y tế. Nên là chi phí điều trị á là 4 lần, mỗi một lần vào thuốc như thế là mấy chục triệu, nhưng mà mình chỉ đóng khoảng 5-6 triệu thôi. Thì vào 4 lần, mỗi một lần là cách nhau một tháng. Căn bệnh của em á là lúc trước khi quen bạn này là em đã bị căn bệnh đó rồi. Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà sau đó em mới nói với bạn này. Bệnh này em đã bị từ lúc mà hồi năm 2 đại học. Rồi xong sau này khi mà lên sau đại học rồi gặp các bạn này. Tại vì em cũng suy nghĩ trong đầu là cái bệnh này nói chung là nó cũng ảnh hưởng tới việc đường con cái sau này á. Mà nhiều khi trong quá trình sinh nó sẽ nguy hiểm. Tại vì cái bệnh này đơn giản là máu khó đông. Đúng rồi. Nói chung là thương thì thương, nhưng mà em muốn làm rõ là muốn phải rõ ràng. Đúng nói rõ. Thế nhưng mà cái điều này gia đình em có biết hay không? Thật ra là sau cái chương trình này á, đến thời điểm này á, thì thật ra là gia đình bên em cũng không có biết. Và nếu qua chương trình này mà ba mẹ em ở nhà có coi á, thì con cũng gửi lời là cảm ơn ba mẹ. Tại vì con cũng chưa có bao giờ tâm sự với ba mẹ về điều này. Và thật sự là em cũng sợ tổn thương đến bà xã, là sợ bà xã nghĩ là ví dụ như gia đình bên chồng không đồng ý như vậy vậy thì cũng ấy. Nhưng mà cũng may mắn là tụi em khi mà cưới nhau rồi thì cũng có sinh bé đồ bình thường, nó không có ảnh hưởng gì hết. Dạ, mỗi lần là anh này phải từ dưới An Giang á, từ lúc đó anh thất nghiệp nên anh về quê để mà tìm công việc mới, để hạn chế việc mà trọ đồ này nọ. Anh từ dưới quê lên chăm em. Nói chung bên em thì biết rõ. Nói chung là mẹ em nói là mặc dù hai đứa em mà sau này không có nên duyên vợ chồng thì cũng xem anh này như con cháu, như con tại, vì, thôi. Dạ, tại vì cũng đã chăm sóc cho em. Mình. Dạ. Lúc đó rồi tình yêu đã mặn nồng chưa? Nói chung cái nụ hôn đầu tiên của tụi đó, em lại trong bệnh viện với sợ luôn. Nụ hôn đầu tiên của bạn này á là sau khi mà bạn điều trị bệnh xong á thì mới bắt đầu á là tìm cách dụ bạn. Trời đất ơi. Bạn này là người phụ nữ truyền thống anh ơi. Sợ lắm. Ủa, lý do sao vậy? Len ơi Len, em tâm sự đi. Tại sao em lại sợ nụ hôn như vậy? Tại anh này người yêu đầu tiên đó, giờ chưa yêu ai nên ngại lắm. Ủa em dụ sao bà cho em hôn vậy? Thì bữa đó em mới rủ bà đi ra chỗ bến Bạch Đằng á chị. Lúc đó nó còn vắng vắng đấy. Xong rồi một trái dừa mà 60 ngàn đấy. Mà lúc đó thời sinh viên nghèo gần chết làm gì có tiền. Xong kêu mỗi một đứa một trái dừa. Trời ơi, 120. 120. Thì đó. Xong món đồ đợi lúc bà cắm cổ cắm đầu bà uống. Bà uống thì bắt đầu quay qua hôn. Hôn má thôi đúng mà không? Mà hôn má thôi. Trời ơi, 120 ngàn hôn được có cái má thôi. Được cái má rồi luôn. Nhưng mà lúc đó chắc chắn là em cũng cảm giác đúng không? Tại vì đưa vô chỗ tối anh. Xong á, sau khi dụ được cái đó rồi, bắt đầu lát dụ tiếp. Dụ tiếp hả? Nhưng mà ngồi ở chỗ đó hả? Ngồi chỗ đó luôn, dụ tiếp. Dụ sao? Dụ sao? Bắt đầu thì mới nói là nhìn kia. Kiểu là giống như chỉ chăng chỉ sao rồi. Bắt đầu là đưa cái mặt sẵn gì nè. Bà quay qua là cái môi bà đụng. Là thế là đâu có cho bắt rồi. Phải nắm tay lại. Thiết siết liền. Cạp luôn. Liền. Là lúc đó là mới đó là mới bắt đầu hôn được. Rồi cái nụ hôn đầu tiên em thấy sao? Lạ. Tại vì trước giờ đâu có quen ai đâu. Nói chung là như đàn ông á nhìn ai cũng thích, nhưng mà anh này xuất hiện giống như là gọi là hoàng tử ếch của em á. Em hồi đó em mê phim hoàng tử ếch lắm. Xong sau ngày hôm đó là bạn ấy sợ lắm. Mỗi lần á là rủ đi đâu chơi á là phải đi chỗ Thanh Thiên Bạch Nhật chứ không có đi chỗ tối nữa. Vậy là chắc tụi em không có cái đêm trước tân hôn đâu ha. Không, tụi em không có đêm trước tân hôn. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn. Rồi sao? Cái đêm tân hôn có thú vị không em? Cái đêm tân hôn lãng sao? Lãng sao em? Cái đêm tân hôn á là hai vợ chồng á là về dưới quê. Bà này bà nói trước khi cưới bà nói thôi anh ơi đợi lên Sài Gòn đi. Nhưng mà chị nghĩ coi, nghĩ sao? Đè nén mà bắt đợi chờ bao nhiêu năm. Nhà em có 10 anh chị em lận. Mỗi người về đám cưới rất là đông. Mà có cái phòng á thì có chút xíu thôi. Mà xung quanh thì cũng còn anh chị ngủ thì em cũng sợ lắm nên là lấy cái màn quanh hết cái phòng lại. Xong á là tối á là lựa thời cơ là mọi người còn đang nói chuyện bàn tán xôn xao, mới 7 giờ ngủ bả vô phòng, em ơi vô phòng chơi đi nói chuyện vui lắm. Thì thế là phải giở trò liền chứ. Để không lại xảy nữa làm sao. Thế là cũng làm được nhưng mà thêm cái chổng tre nữa chứ. Nó kẹt. Làm mà thở. Làm mà thở sợ. Sợ. Cảm giác là người xung quanh người ta biết thì chắc chết. Có vẻ nhẹ nhàng đúng không? Thôi cứ làm mà nhẹ nhàng mà từ từ cho nó xong chuyện để cho rồi. Coi như mình có đêm tân hôn đó. Đúng rồi. Là cuối cùng vẫn có đúng không? Dạ vẫn có. Nghe kể tưởng tượng không có đâu. Tôi không phải nhiều chuyện đâu. Có muốn bể tim. Nhưng mà em trước khi mà đến với cái đêm tân hôn như vậy đó là em có tưởng tượng và em hình dung ra được cái đêm tân hôn nó như thế nào không? Có lãng mạn như thế nào không?
em set up đàng hoàng hết chứ bộ. Trong đầu em suy nghĩ là đợi lên Sài Gòn chỉ có hai đứa thôi, giống như một cái không gian lãng mạn nè, nhưng mà mình không có tự nguyện, ảnh đứng đâu đó trong góc phòng, em ngồi ở trên giường á, nhưng mà làm sao để em đi tới cái chỗ đó, tự nguyện đi tới chỗ đó rồi ảnh phải ẵm em lại giường rồi mới được. À, mà rốt cuộc là một cái chổng tre, một cái chổng tre có két và những tiếng thở mà sợ hãi trên thảm là tiếng thở. Em nói là thôi giờ giữ đi, lên Sài Gòn đi rồi có, tại vì cuối có mấy ngày là lên rồi. Nhưng mà anh nói sao không, không được, phòng tân hôn mà không có làm gì nó bị xui nó không may. Trời, bị xui rồi đó. Nhưng mà hôm đó hỏi thiệt em nha, em thấy có thích sao? Không? Không. Không. Bữa đó là coi như là cho có thôi đúng không? Em tiếc lắm luôn á, giờ cho em quay ngược thời gian lại em cũng chừa lên trên đây em. Rồi bao giờ mới thấy thích nè? Lên Sài Gòn đúng không? Lên Sài Gòn rồi mới thích. Rồi coi như là tất cả mọi thứ cũng tốt đẹp hết. À, con em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 7 tuổi. Ừ, 7 tuổi. Là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Ừ. Tụi em lấy nhau mấy năm rồi? 7 năm. 7 năm rồi đó, nhỏ 7 tuổi tất cả rồi. Mọi thứ. Và trước đó là quen mấy năm nữa đúng không? Đã qua thấu hiểu nhau rồi. Và bây giờ ở với nhau thì có những tật xấu gì lòi ra không? Có chứ. Lên. Nói chung anh này là em may mắn lắm, anh này rất là tỉ mỉ, rất là sạch sẽ. Nói chung là ngủ lúc nào gói cũng hả, có cái khăn trải lên trên gói là biết là sạch sẽ rồi ha. Về nhà là chu toàn cơm nước rồi này kia, đi làm về sớm là có cơm sẵn nóng, pha cà phê sẵn để trong tủ lạnh cho em luôn. À, nấu cho em, đúng lo rồi. Cho em. Dạ, nhưng mà có tật xấu là cái tôi rất là lớn, không bao giờ gọi là anh cầm cái chổi quét nhà, không bao giờ quét. Anh đi rửa chén không bao giờ làm. Mặc dù bình thường là ảnh là người về sớm là ảnh người chuẩn bị hết công việc ở nhà, nấu ăn nấu đồ rất là ok, nấu rất là ngon, mà bắt làm là không làm, phải để tự động tự nhìn thấy làm chứ đừng bao giờ bắt ảnh làm. Khoái ngọt không? Khoái ngọt nhưng mà ngặt, cái em không có ngọt. Rồi bây giờ tới em đó Đạt. Vợ em thì nói chung là tính tình của bạn này thì thật thà, với lại cái nữa là bạn giống như là nữ hoàng quan mang vậy. Ví dụ, như ở dưới quê mà có ai điện về bạn hỏi thăm mà có người ta bệnh, cái bắt đầu bạn quan mang. Sáng hôm sau bắt đầu quan mang, trời không biết giờ này uống thuốc chưa, nó ăn gì giờ trời, không biết giờ này dưới đang làm gì nữa. Kiểu là người thân dưới quê mà có bệnh cái là bả trên này là lo quan mang lắm, lo xa. Kiểu là bả sợ tùm lum thứ, với cái nữa là suy diễn lung tung. Ví dụ như diễn là gần gần nhau đó, dắt xe đi ra đường để đi công việc hay gì á, không biết đi giờ này tới chưa, rồi ca anh đúng giờ để gọi điện, rồi đi không biết có bị gì không, kiểu vậy đó. Rồi cái nữa là bạn này á là không bao giờ dạ, quen em bây giờ ha, làm vợ em 7 năm không bao giờ, em nói chuyện gì nói cũng ừ chứ không bao giờ dạ. Tại bà ỷ bà lớn 2 tuổi. Đó, bà ỷ bà làm chị, đá năm dưới mà còn làm chị hoài. Thôi trời, thật xấu gì. Ghen là một cây luôn. Ví dụ một câu chuyện gì ghen. Ví dụ như em mời rủ bạn bè đồng nghiệp á đi ăn, dắt bả đi ăn cùng, mà em lỡ đi, em gấp đồ ăn cho mấy đứa kia, hay em ngồi nói chuyện tám gẫu nó nhiều quá, bả em cười hố hố mà quên gấp đồ ăn cho bả, là xong mặt bả nụ một đống. Nghĩ nói chuyện trong bàn tiệc, nghĩ nói chuyện trên đường về, chở gì hỏi gì cũng không nói hết. Giận trong bao lâu? Một ngày sau mới nói chuyện lại. Ủa rồi hai đứa được có bé trai thôi, là chưa có nghĩ là sẽ có thêm bé nào nữa à? Dạ chắc là em có hai bé, nhưng mà bé mất lúc 18 tháng là bé bị thoát vị cơ hoành á, mà hai biết. Vợ chồng không có phát hiện được cái cơ mà nó ngăn giữa cái lồng ngực với lại cái bộ phận nội tạng bên trên, tim với phổi ấy. Thì khi mà cái cơ đó nó to quá, nó vỡ ra thì cái ruột á nó trào lên, nó đè cái tim với lại cái phổi đi. Không ai ngờ được là tại vì bé đi rất là nhanh, tức là 5 giờ sáng vô bệnh viện là tới 1 giờ là bé mất. Nên em rất, nói chung là không có cái đó là cuộc đời em rất là may mắn. Chồng con rất là, anh này rất là ok, rất là hoàn hảo luôn. Đối với bản thân em, cái căn bệnh không có vấn đề gì hết đó. Em chỉ có cái là cú sốc của em là bé nhỏ. Bây giờ chị nghĩ như vậy nè, mọi chuyện thì nó cũng đã là quá khứ rồi, tụi em còn phải bước tiếp. Tại vì thằng bé nó là 7 tuổi thì nó cũng chưa phải cái tuổi mà gọi là lớn. Mình dồn tất cả những cái gì mà sức khỏe cũng như tình thương của mình dồn cho thằng cu. Rồi thì mình lại tiếp tục nữa, cái đó là trời cho, sẽ có nữa, một em bé nữa. Thì là chị nghĩ là thôi bây giờ thì cái nỗi buồn mình gói lại để mà mình tiếp tục bước, đúng không em? Đó, giống như là ngày hôm nay mà tụi em tham gia chương trình này là đầu tiên là tụi chị phải rất cảm ơn tụi em. Tụi em quý mến chương trình lắm thì tụi em mới tham gia, đúng không? Dạ, tại vì nói chung lúc đầu em cũng tìm hiểu thì nói chung cũng rất thích, cũng theo dõi rất là lâu rồi. Thì cái yêu cầu chương trình là để mà được mà gặp vợ chồng son là phải từ 5 năm trở lại. Tụi em thì đã vượt quá rồi, đã hơn 7 năm rồi. Nên tụi em chỉ đăng ký gọi là để mà
Thứ nhất là có một cái kỷ niệm gì trong thời gian yêu nhau cho tới giờ. Tức là tụi em muốn nói là tính thời điểm này đã hơn 7 năm, nhưng mà tụi em vẫn giữ được cho tới khoảng 98-99%. Dạ đúng rồi, cho tới cái thời mà mới yêu nhau, mới cưới nhau. Thứ hai nữa là tụi em muốn gọi là lấy lại động lực cho mình để mà có cơ hội để nói ra. Tại thật chất đó, cái này là việc mà bé con của em là cũng ít người biết. Nói chung em cũng giữ thời gian rất là lâu rồi, em cảm thấy rất là khó thở khi mình không có được bày tỏ được á, không được thoát ra. Nên tham gia chương trình để mà em lấy lại năng lượng, để mà qua chương trình em có thể nói được và em có thể lấy lại được cái giải tỏa đó. Tức là em giải tỏa được những cái u uất mà em giữ bấy lâu nay, đúng không? Thì thôi, nếu mà cái suy nghĩ của em như vậy chị thấy là hoàn toàn chính xác. Và ngày hôm nay em đã nói ra được, em đã nói ra được rất nhiều thứ từ lúc yêu nhau cho đến thời điểm bây giờ. Thì chương trình thì cũng chỉ mong là sau đây vợ chồng em sẽ lấy lại niềm tin trong cuộc sống nè, là lấy lại cái niềm vui, cái hạnh phúc mà mình đã chịu cái áp lực đó, để rồi sau khi vượt qua tất cả mọi thứ như vậy thì tụi em sẽ lại có một cái tin vui nữa. Thì mà muốn có thêm không? Chắc là anh Bin phải chúc. Thì anh thay mặt chương trình cảm ơn các em và chúc cho hai vợ chồng sẽ lấy lại phong độ, hưng phấn, hòa hợp và đặc biệt là qua năm sau sẽ là một bé gái đến với gia đình chúng ta. Đó, cái đó hay đó, cái đó hay đó.